Rồi. Một triệu bạc má. Cái này sao trái sao bé đấy. Không, một cái lồng nữa rồi. Một triệu bạc má rồi. Dính một tí tiểu thuật với được bạc má. Được cái này. Ôi, một đực này sao bé nhỉ. Có ok luôn. À. Nhìn đẹp phết. Cái được đấy. À bốt. Còn đây đấy, lại một con sóc nữa. Đúng luôn.